Vice City tới nay đã tròn 20 nồi bánh chưng, nhưng phiên bản remaster của nó thì máy mới rách, có khi mới chơi được. Cuối tháng 10 năm 2002, GTA Vice City đã chính thức ra đời và trở thành hiện tượng trên toàn cầu lúc đó. Nhiều năm sau, đây vẫn là tựa game mà thế hệ 8X, 9X phải chơi mỗi lần đặt chân ra nét cỏ. Dù đã 20 tuổi rồi, nhưng thử hỏi GTA Vice City trông sẽ như thế nào nếu được chính tay người chơi làm lại với công nghệ Ray Tracing cùng độ phân giải ở mức 4K 60fps. Câu trả lời chính là video bạn đang xem với nền đồ họa bóng lộn, ánh nắng chan hòa bao trùm cả thành phố Miami, những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu và mặt nước lung linh phản chiếu rõ nét những tòa nhà lớn. Đây được xem là bản mod đẹp nhất của GTA Vice City trên máy tính ở thời điểm hiện tại. Và dĩ nhiên, để chơi được ở mức thiết lập như thế, bạn phải mod hàng chục ghi đồ họa, cũng như dàn PC của bạn cũng phải thuộc hàng quái vật hiệu năng, loanh quanh 10 rách là chơi được. Game tuy cũ và lạc hậu, nhưng phiên bản remaster của nó thì không. Come, Florida morons.